Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 2 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục chữa bài 6 trong quyển tập làm văn lớp 2 của cuốn sách Cánh Diều. Bài 6 hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề kể về một lần em có lỗi với ai đó và em xin lỗi người đó. Trong bài 6 này chúng ta sẽ gồm có 4 phần chính. Phần thứ nhất là phần nhận biết, phần thứ hai là phần phân tích đề bài, phần thứ ba là phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt và phần cuối cùng sẽ là phần luyện tập bài văn mẫu. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đi chữa lần lượt từng phần một các em nhé. Phần đầu tiên sẽ là phần nhận biết. Trong phần nhận biết này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời hai câu hỏi của ý A và ý B. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời lần lượt từng câu hỏi một. Thứ nhất là câu hỏi ở ý A. Em hãy đánh dấu tích vào bức tranh mà bạn nhỏ đã mắc lỗi. Ở đây thì cô có 4 bức tranh. Bức tranh thứ nhất các em có thể thấy là hình ảnh bạn nhỏ thì đang làm vỡ bình hoa. Bức tranh thứ hai là hình ảnh bạn nhỏ đang tưới cây. Còn bức tranh thứ ba là hình ảnh bạn nhỏ đã bẻ gãy cành cây. Và bức tranh thứ tư là hình ảnh bạn nhỏ đang ngồi học. Vậy thì trong 4 bức tranh này theo các em thì bức tranh nào là bạn nhỏ đang mắc lỗi các em nhỉ? Theo cô thì ở bức tranh thứ nhất thì bạn nhỏ đang mắc lỗi, đó chính là bạn nhỏ làm vỡ bình hoa. Còn ở bức tranh thứ ba cũng là một hành động bạn nhỏ đã mắc lỗi, đó là bạn nhỏ bẻ gãy cành cây. Vậy thì chúng ta sẽ đánh dấu tích vào bức tranh số 1 và bức tranh số 3 các em nhé. Đây chính là hai bức tranh mà bạn nhỏ đã làm một việc mắc lỗi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang ý B. Em hãy viết lại tên các hoạt động của bạn nhỏ trong bức tranh em đã chọn ở mục A. Chúng ta thấy là ở bức tranh đầu tiên là bạn nhỏ đang làm vỡ bình hoa. Còn bức tranh thứ ba là bạn nhỏ thì bẻ gãy cành cây. Vậy thì tên hai hoạt động ở đây chính là: thứ nhất là bạn nhỏ làm vỡ bình hoa, thứ hai là bạn nhỏ bẻ gãy cành cây. Bây giờ chúng ta hãy ghi hai câu trả lời này vào trong vở bài tập nhé. Ở đây là bức tranh thứ nhất, bức tranh 1. Bức tranh 1 là bạn nhỏ làm vỡ bình hoa. Tiếp theo là bức tranh 3. Bức tranh 3 là bạn nhỏ bẻ gãy cành cây. Vậy là cô và các em đã trả lời xong hai câu hỏi của ý A và ý B trong phần nhận biết rồi. Các em hãy nhớ ghi lại hai câu hỏi này vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 2, đó chính là phần phân tích đề bài. Trong phần phân tích đề bài này cô sẽ có đề bài như sau. Em hãy viết 4 đến 5 câu kể về một lần em có lỗi với ai đó như bố mẹ, thầy cô, anh chị em, bạn bè và em xin lỗi người đó. Trong phần phân tích đề bài này chúng ta sẽ phải đi trả lời cho 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là bài viết có mấy câu? Câu hỏi thứ hai, đây là dạng văn gì? Và câu hỏi số 3, bài viết kể về sự việc gì? Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đi trả lời lần lượt 3 câu hỏi trên các em nhé. Câu hỏi thứ nhất, bài viết có mấy câu? Để trả lời được cho câu hỏi này chúng ta lại quan sát đề bài. Ở trong đề bài có, em hãy viết 4 đến 5 câu. Thì ở đây chắc chắn là bài viết sẽ được viết là từ 4 đến 5 câu. Vậy thì chúng ta sẽ có câu trả lời là 4 đến 5 câu các em nhé. Bài viết có từ 4 đến 5 câu. Vậy thì các em lưu ý là khi chúng ta viết bài này thì dung lượng của bài viết này chỉ được viết từ 4 đến 5 câu thôi các em nhé. Các em nhớ lưu ý phần này giúp cô. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 2. Đây là dạng văn gì? Vậy thì ngay ở đề bài thôi cũng đã nhắc đến việc là em hãy viết 4 đến 5 câu kể về một lần em có lỗi với ai đó. Chúng ta thấy là kể về một lần em có lỗi với ai đó thì chắc chắn đây sẽ là dạng văn kể rồi đúng không nào các em? Vậy cô có câu trả lời, đây là dạng văn kể. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 3 là bài viết kể về sự việc gì?
Ở đề bài là em hãy viết 4 đến 5 câu kể về một lần em có lỗi với ai đó. Vậy thì câu trả lời cho câu hỏi là bài viết kể về sự việc gì? Thì câu trả lời ở đây chính là kể về một lần em có lỗi với ai đó. Vậy câu trả lời ở đây sẽ là kể về một lần em có lỗi với ai đó. Kể về một lần em có lỗi với ai đó. Như vậy là cô và các em đã trả lời xong 3 câu hỏi của phần phân tích đề bài rồi. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô nhắc lại câu trả lời và câu hỏi một lần nữa các em nhé. Câu hỏi thứ nhất là bài viết có mấy câu và cô có câu trả lời là bài viết được viết từ 4 đến 5 câu. Câu hỏi số 2, đây là dạng văn gì? Và cô có câu trả lời là đây là dạng văn kể. Câu hỏi số 3, bài viết kể về sự việc gì? Và cô có câu trả lời là bài viết kể về một lần em có lỗi với ai đó. Vậy là cô đã chữa xong phần phân tích đề bài rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt. Trong phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời 4 câu hỏi. Và các em lưu ý là với mỗi một câu hỏi thì chúng ta sẽ có các từ ngữ gợi ý. Và dựa vào các từ ngữ gợi ý này thì các em có thể dễ dàng biết được những câu văn kể về một lần mà em có lỗi với ai đó. Ở đây cô có 4 câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, em mắc lỗi với ai? Đó là lỗi gì? Và câu hỏi số 2 là hành động đó dẫn đến hậu quả gì? Câu hỏi số 3, em có suy nghĩ gì về hành động đó? Câu hỏi số 4, em đã làm gì để sửa lỗi? Vậy thì bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau lần lượt đi chữa từng câu hỏi một các em nhé. Câu hỏi thứ nhất là em mắc lỗi với ai? Đó là lỗi gì? Cô có các từ gợi ý như là em mắc lỗi với bố mẹ này, anh chị này. Và đó là lỗi gì? Ở đây là lỗi trốn bố mẹ đi chơi đá bóng cùng với bạn. Vậy thì với câu hỏi là em mắc lỗi với ai thì cô sẽ có câu trả lời là em mắc lỗi với bố mẹ. Và đó là lỗi gì thì cô có câu trả lời lỗi ở đây là trốn bố mẹ đi chơi đá bóng cùng với bạn. Bây giờ cô sẽ ghi câu trả lời của mình vào trong vở các em nhé. Thứ nhất là em mắc lỗi với ai? Câu trả lời ở đây là em mắc lỗi với bố mẹ. Em mắc lỗi với bố mẹ. Và đó là lỗi gì? Lỗi là trốn bố mẹ đi chơi đá bóng cùng với bạn. Lỗi ở đây là trốn bố mẹ đi chơi đá bóng cùng với bạn. Vậy là với một câu hỏi thôi thì chúng ta đã có thể dễ dàng viết được một câu văn hoàn chỉnh để trả lời cho câu hỏi em mắc lỗi với ai và đó là lỗi gì rồi, đúng không nào các em? Vậy thì với câu hỏi thứ nhất, cô đã có được câu trả lời gợi ý rồi thì bây giờ dựa vào câu trả lời gợi ý thì cô có thể viết được một câu văn để trả lời cho câu hỏi là em mắc lỗi với ai và đó là lỗi gì rồi. Các em hãy lắng nghe câu văn của cô nhé. Thứ sáu tuần trước, trên đường đi học về, em có trốn bố mẹ đi chơi đá bóng cùng với bạn đến tận tối muộn mới về nhà. Vậy thì với các từ ngữ gợi ý là em mắc lỗi với bố mẹ này, em trốn bố mẹ đi chơi đá bóng cùng với bạn thì cô có thể dễ dàng viết được một câu văn hoàn chỉnh rồi các em ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 ở đây là hành động đó dẫn đến hậu quả gì? Cô có các từ ngữ gợi ý là làm cho bố mẹ lo lắng này, hay là em bị bố mẹ trách phạt này, em bị bố mẹ mắng này. Đây chính là những câu trả lời gợi ý cho câu hỏi hành động đó dẫn đến hậu quả gì. Thì cô sẽ có câu trả lời như sau, là em đã làm cho bố mẹ lo lắng. Câu trả lời của cô là em đã làm cho bố mẹ lo lắng. Tiếp
theo chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 3. Em có suy nghĩ gì về hành động đó? Cô có các từ gợi ý như là cảm thấy có lỗi này, cảm thấy hối hận. Vậy thì dựa vào từ ngữ gợi ý như vậy thì cô sẽ có câu trả lời như sau. Em đã cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ của mình. Vậy thì câu trả lời của cô ở đây là em cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ của mình. Em cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển xuống câu hỏi cuối cùng. Em đã làm gì để sửa lỗi? Cô có từ gợi ý là xin lỗi và hứa. Vậy thì dựa vào từ gợi ý này thì cô sẽ có câu trả lời như sau. Em đã xin lỗi bố mẹ và hứa khi đi chơi phải xin phép bố mẹ. Em đã xin lỗi bố mẹ. Và hứa. Khi đi chơi phải xin phép bố mẹ. Như vậy là cô và các em đã cùng nhau trả lời xong 4 câu hỏi của phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt rồi. Bây giờ cô sẽ nhắc lại 4 câu hỏi này một lần nữa các em nhé. Câu hỏi thứ nhất, em mắc lỗi với ai, đó là lỗi gì? Và cô có câu trả lời là em đã mắc lỗi với bố mẹ và đó là lỗi trốn bố mẹ đi chơi đá bóng cùng với bạn. Câu hỏi số 2, hành động đó dẫn đến hậu quả gì? Và cô có câu trả lời là em đã làm cho bố mẹ lo lắng. Câu hỏi số 3, em có suy nghĩ gì về hành động đó? Và cô có câu trả lời là em cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ của mình. Câu hỏi cuối cùng, em đã làm gì để sửa lỗi? Và cô có câu trả lời là em đã xin lỗi bố mẹ và hứa khi đi chơi phải xin phép bố mẹ. Như vậy là với mỗi một câu hỏi thì cô đã viết được một câu trả lời gợi ý. Và tương tự với mỗi một câu trả lời gợi ý như vậy thì chúng ta đã được một câu văn hoàn chỉnh để kể về một lần em có lỗi với ai đó rồi. Vậy thì các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời cũng như là câu hỏi của phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt này vào trong vở bài tập của mình các em nhé. Dựa vào câu trả lời và câu hỏi trong phần sơ đồ tư duy thì chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập bài văn mẫu để chúng ta luyện viết một bài văn hoàn chỉnh từ 4 đến 5 câu kể về một lần em có lỗi với ai đó các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng, đó chính là phần luyện tập bài văn mẫu. Cô có đề bài như sau. Em hãy viết 4 đến 5 câu kể về một lần em có lỗi với bố mẹ và em xin lỗi bố mẹ. Ở trong phần luyện tập bài văn mẫu này, cô sẽ có hai bài văn mẫu như sau. Bài văn mẫu số 1. Thứ 6 tuần trước, trên đường đi học về, em có trốn bố mẹ đi chơi đá bóng cùng với bạn đến tận tối muộn mới về nhà. Bố mẹ em ở nhà rất lo lắng vì chờ mãi không thấy em về. Khi về đến nhà, em đã bị bố mẹ mắng. Em cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ của mình. Em đã xin lỗi bố mẹ và hứa khi đi chơi phải xin phép bố mẹ. Vậy thì chúng ta nhìn thấy ở câu văn đầu tiên, chúng ta đã trả lời được cho câu hỏi là em mắc lỗi với ai và đó là lỗi gì rồi. Còn với câu văn số 2, ở đây thì chúng ta đã trả lời được cho câu hỏi là hành động đó thì dẫn đến hậu quả gì, là bố mẹ rất là lo lắng và em đã bị bố mẹ mắng. Câu văn số 3 là đã trả lời được cho câu hỏi là... Còn câu văn số 3 thì đã trả lời được cho câu hỏi là em có suy nghĩ gì về hành động đó, thì em đã cảm thấy rất là có lỗi với bố mẹ của mình. Và câu văn cuối cùng ở đây là em đã làm gì để sửa lỗi, thì chúng ta đã trả lời được cho câu hỏi là em đã làm gì để sửa lỗi, và chúng ta có câu văn là em đã xin lỗi bố mẹ và hứa khi đi chơi thì phải xin phép bố mẹ rồi các em ạ. Vậy là với mỗi một câu trả lời và với mỗi một câu hỏi gợi ý ở trong phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt là các em có thể viết được 4 câu văn hoàn chỉnh để kể về một lần em có lỗi với bố mẹ và em xin lỗi bố mẹ của mình rồi đúng không nào? Tiếp theo thì cô sẽ có bài văn mẫu số 2. Trên đường đi học về, em và bạn đã rủ nhau đi chơi đá bóng đến 8 giờ tối mới về. Khi về đến nhà, bố mẹ đã rất buồn và trách phạt em đi chơi mà không xin phép bố mẹ.
Em cảm thấy rất hối hận về hành động của mình. Em đã chạy lại ôm bố mẹ, nói lời xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm nữa. Vậy là chỉ cần dựa vào phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt thôi là các em có thể dễ dàng viết được cho mình một bài văn hoàn chỉnh để kể về một lần em có lỗi với bố mẹ và em xin lỗi bố mẹ của mình rồi, đúng không nào? Vậy thì các em hãy tự luyện tập và tự viết cho mình một bài văn từ 4 đến 5 câu kể về một lần em có lỗi với bố mẹ và em xin lỗi bố mẹ các em nhé. Như vậy là cô đã chữa xong bài tập số 6 rồi các em ạ. Các em hãy nhớ ghi lại những câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Ở video sau thì cô sẽ tiếp tục giúp các em chữa bài tập số 7. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.